Những năm tháng không thể nào quên. Tập truyện ký Tây Bắc đánh giặc Tàu. Tập 5. A Sử như bị chặt mất một cánh tay. Anh bàng hoàng sửng sốt trước sự việc diễn biến quá nhanh. Trong khi chờ đợi cán bộ lên, anh đi hỏi han một số bà con, những người biết về cái chết của Vàng Dũng Mỹ. Vẫn chưa có một tia sáng nào lóe lên cả. Những lời khai nhỏ nhặt thì chưa đủ làm rõ sự việc. Cuộn tơ đã rối, càng rối thêm. Tìm ai bây giờ? Vàng Dũng Mỹ ơi, anh chết đi, đem lại theo cả những bí ẩn về cái chết của mình. A Sử đau đầu, không chỉ riêng Vàng Dũng Mỹ bị giết, mà tấm bản đồ bố trí bãi trông, bãi mìn trong chiếc xác cốt của Mỹ cũng đã không cánh mà bay. Bọn người xấu lợi dụng được dịp xé to việc này. Giữa lúc này dân bản lại xì xào với nhau. Đến thằng díu sai mà còn bỏ chạy nữa là ta. Nay mai Trung Quốc đánh sang sẽ chết hết mất thôi. Nhà ta sẽ tuyệt giống mất thôi. Phải đi thôi, đi thôi. Trong tâm trí họ, cảnh xẻ nghé tan đàn, thời thuộc Pháp lại diễu qua như điểm báo trước của số mệnh. Họ truyền tay nhau những tờ giấy nhỏ, in hình cờ năm sao và dòng chữ Hoa mèo đoàn kết thân thiện. Đã có một vài gia đình đang đêm lùa châu bò chạy trốn, nhưng díu xài, người trai mèo oan ức ấy, tuy có lúc yếu đuối, đã có một quyết định lầm lỡ đêm nào, cũng không sao quên được người bạn đã cùng anh làm bao điều tốt cho dân vùng bản tỉ này. Anh nhẫn nại chờ người ấy. Có buổi chờ quá lâu, hai bàn chân đã tê dại. Anh ngồi thụp xuống tảng đá, mặc cho nước suối ướt đầm hai ống quần. Nguyên ơi, giá mày cứ ở lại đây với ta có tốt hơn không nào? Bây giờ chẳng còn ai tin ta nữa. Họ coi ta là chó săn, là phản bội thật rồi. Vàng Lùng bắt ta phải đi tiếp tế cho nó. Ta không làm thì nó sẽ giết vợ con ta mất. Mày có còn tin ta không? Chắc là mày vẫn tin ta lắm. Chỉ có mày mới cứu được ta, cứu được vợ con ta mà thôi. Ta đã thắp hương khấn gọi mày về đó. Trời ơi, sao nó đẩy đọa ta thế này? Díu xài dụi mắt đứng dậy, đôi mắt anh lại đăm đăm nhìn về đầu con dốc. Mãi khi mặt trời khuất sau núi, anh mới ra về, bước chân nặng trĩu. Nguyên đã lên đến bản, trời sập tối nhanh quá. Anh cởi vội bao đồ rồi đổ thóc cho ngựa ăn. Mâm cơm bốc hơi nghi ngút, nhưng Nguyên đã quên cả đói rồi. Anh kéo A Sử xuống bàn ngay công việc. A Sử nhấp nước bọt vào đầu ngón tay, chậm rãi bóc tờ lịch. Mai đã là ngày mùng 9 tháng 2. Nguyên liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ 15 phút. Chiếc kim dây phóng nhanh trên mặt chia số. Nguyên vừa phổ biến xong chỉ thị của Lộc thì A Sử báo tin díu xài đã trốn vào hang đầu lâu. Nguyên như bị một gáo nước lạnh hất vào mặt. Nguyên sửng sốt. Con người ấy phút chốc đã bị tiền bạc quật ngã hoàn toàn rồi ư? Nguyên cố gắng trấn tĩnh. Anh thoáng nhớ đến một vài đồng chí đã cùng anh vào sống ra chết ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Gan góc, can trường là thế. Vậy mà khi tiếng súng im rồi thì họ lại chết bởi những viên đạn bọc đường của lũ tư sản. Díu xài hẳn là còn non nớt, đó cũng là lẽ thường tình vậy thôi. Nguyên lại tự trách mình đã không đi hết những ngóc ngách bên trong của con người ấy. Giá như, nhưng nuối tiếc cũng chẳng có ích gì. Hy vọng của anh chỉ còn là một đốm than hồng đang thoi thóp giữa cánh rừng dày. Nguyên đọc đi đọc lại những lời phản ánh của bà con mà A Sử đã ghi lại. Lời khai của bà Sao, của Díu Xài, của vợ Díu Xài và của tổ dân quân gác đêm hôm đó. Thất vọng, không một tia sáng nào lóe lên trong những dòng chữ này. Nhưng qua ngày hôm sau, tận gần tối, lật đi lật lại mãi vấn đề, đôi mắt anh mới chợt sáng lên. Đây rồi, nó đây rồi. Đốm than nhỏ nhoi ấy, nó lại bùng cháy, nhảy nhót reo vui. Anh đã tìm ra cái chốt của nó. Tất cả các lời khai của họ đều nói lên một việc. Díu xài không hề đến đầu con suối nơi Dũng Mỹ bị giết. Hỏi lại A Sử, anh được biết đi từ nhà bà Sao đến nhà Díu xài chưa hết 4 tầm dao ném. Díu xài đến nhà bà Sao vào lúc trời đổ mưa. Anh ra về trong khi cây nước còn xối xả, trút xuống bản. Anh đặt chân lên sàn thì tiếng sét nổ rất to.
chớp sáng cả một vùng. Ai cũng biết, bà Sao bảo từ lúc díu xài về cho đến lúc sét đánh trong núi chưa hết một bát cơm ăn vội. Thật là may mắn. Nguyên đi ngủ, trong cơn mê anh thấy Sài đứng trước mắt anh. Hai mắt Sài đầy u uất và khuôn mặt đã giải đi. Sài nhìn anh mong đợi, cầu khẩn. Suốt đêm hình ảnh díu Sài cứ bám lấy anh. Ngày mai anh sẽ vào hang gặp Sài. Có lẽ nên đem theo hai tay súng, phòng khi bất trắc. Chỉ cần họ nấp thật kín để mặc anh nói chuyện với Sài là đủ. Một kế hoạch đã được vạch sẵn trong đầu. Nguyên tiếp đi. Nguyên và Díu Sài ôm chầm lấy nhau như anh em ruột thịt. Mà họ đã là ruột thịt từ lâu rồi còn gì. Nguyên vuốt mái tóc khô cứng của Sài. Qua mấy đêm thức trắng, râu Sài mọc lởm chởm cọ vào má Nguyên răm ráp. Ôi, phải qua bao nhiêu lần thử thách mới có lần gặp gỡ này đây. Mấy ngày liền, Nguyên nhờ hết người này đến người khác tìm gặp Sài, nhưng đều vô hiệu. Mấy đứa con A Sử chạy về bảo anh: Díu Sài nó thành ma trong rừng rồi, nó bắt đấy. Ông cụ Suối, Gia Bản cũng chạy đi giúp đỡ cán bộ. Díu Sài cũng không chịu ra, gặp ai Díu Sài cũng bỏ chạy. Khi anh nấp vào khe, lúc anh lẩn trong nương ngô, họ vào rừng tìm anh. Anh náu vào bụi rậm, mặc cho những con vắt tha hồ hút máu anh. Có lúc anh muốn chạy ra kêu to: Ta ở đây, Díu Sài ở đây. Những lúc ấy, khát vọng trở về với cuộc sống giữa tình thương của bà con dân bản dậy lên trong lòng Sài. Anh muốn trở về làm lụng, lại làm tiểu đội trưởng dân quân. Nhưng con dao ấy là của mày, tối hôm ấy mày đi đâu, ai dám bảo lãnh cho mày, che chở cho một tên chó săn phản bội. Câu nói của Vàng Lùng lại giữ chặt chân anh. Nhỡ ra anh thì chẳng sao, nhưng còn vợ con anh, tại sao anh cứ phải chịu oan thế này? Anh lại chạy trốn và chờ đợi và tuyệt vọng. A Sử bàn với Nguyên chỉ còn cách nhờ dân bản vào rừng kiếm củi rồi gọi giúp. Nguyên đồng ý. Cuộc nói chuyện giữa Sài và bé A Dính diễn ra tự nhiên như hai người đi rừng với nhau. Nhưng đến khi nghe Dính bảo: Hình như cán bộ của đồn nó về đấy, nó tên là Nguyên thì phải. Díu Sài giật mình. Anh nửa mừng nửa lo. Mừng vì anh em xa nhau đã lâu nay lại gặp nhau, và anh cũng đang ngóng chờ. Lo vì không rõ Nguyên có còn tin anh không. Cái bóng của Vàng Lùng cứ che lấy mắt anh. Mặc dù anh rất muốn gạt nó ra, anh sợ Nguyên về đây để bắt anh. Nhưng anh lại nghĩ chỉ có Nguyên là người hiểu và tin anh nhất. Ngày qua ngày, bây giờ là ngày nào anh cũng không rõ nữa. Giữa lúc ánh sáng và bóng tối còn chập chờn, thì A Dính đưa cho anh phong thư của Nguyên. Anh đọc ngấu nghiến. Rồi một buổi sáng, Nguyên nhận được một mảnh giấy nhỏ, nét chữ ngoạch ngoạc quen quen: Cán bộ Nguyên muốn gặp ta thì một mình đến khe gió. Mảnh giấy chỉ vẹn vẹn có hai dòng, nhưng nó nói lên điều mà Nguyên mong đợi cháy ruột cháy gan. Và cả Díu Dài cũng vậy. Tình bạn của chúng ta đã thắng. Sau khi kể cho Nguyên nghe đầu đuôi câu chuyện, Díu Dài gạt nước mắt, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Nguyên hỏi anh: Chị và cháu bây giờ ra sao rồi? Díu Dài buồn rầu: Vợ ta phải phục dịch cơm nước cho nó, khổ lắm cán bộ à. Còn con ta, chúng dồn cả ba đứa vào ngách hang trong cùng, khó ra lắm. Đôi mắt Díu Sài ngầu đỏ vì tức giận và cũng vì mấy đêm thức trắng. Mặt mũi anh hốc hác, anh hạ giọng nói gấp: Chiều nay ta phải vào núi Sam lĩnh súng về cho Vàng Lùng. Cán bộ bảo làm thế nào bây giờ? Chúng nó sắp nổi loạn đến nơi rồi. Vậy cơ à? Anh có biết thời gian không? Chưa rõ đâu, nhưng chỉ mai kia thôi. Mày để ta đem súng về nộp cho dân quân. Díu Sài vẫn chưa bình tĩnh hẳn. Nguyên bản lại: Làm thế không được, chúng nó giết ngay chị và cháu mất. Díu Sài lo lắng đăm chiêu, rồi như tìm thấy cái gì, anh nói, giọng anh sôi nổi hẳn lên: Này Nguyên ơi, tao không nỡ để nó đem súng về bắn mày, bắn lại chính phủ đâu. Mày cứ lấy súng rồi bắt tao lại, trói tao, đánh tao nữa cũng được. Mày vẫn lấy được súng mà Vàng Lùng vẫn không nghi ngờ tao. Nguyên lắc đầu: Người anh em ạ,
tôi nỡ nào lại trói anh, đánh anh. Díu giải tha thiết: mày cứ đánh, cứ trói tao, nhưng cái bụng mày có muốn đánh ta, trói ta đâu, thế là được rồi. Nguyên vỗ vào vai Díu Xài, tin cậy: vẫn không được đâu. Hơn nữa nếu tôi đánh anh, trói anh, bọn xấu sẽ lu loa là người Kinh áp bức đánh đập người Mèo, dân bản lại sợ chạy trốn hết mất. Thôi anh cứ về đi, chiều nay anh cứ đến lấy súng như thường, nhưng đến cửa rừng thì đợi tôi ở đấy. Nguyên và A Sử duyệt hết mưu này đến mẹo khác, các anh lật đi lật lại đánh giá hơn thiệt. Để vợ Díu Xài bỏ thuốc mê và thức ăn ư, vàng lùng còn khôn chán. Díu Xài chẳng bảo bao giờ chúng cũng cho lũ con ăn anh trước rồi mới ăn sau là gì, chỉ còn cách này là hơn cả. Nguyên ghé tai A Sử thì thầm. A Sử gật đầu rồi chạy vào nhà. Anh bỏ vào chiếc túi đi rừng những đục, búa, lình kỉnh. Nghe Nguyên nói, Díu Xài phần nào vững tâm hơn. Chiều vừa xế bóng, anh đã lùa ngựa về. A Sử và Nguyên cùng 5 dân quân đã đợi anh ở cửa rừng. Họ cười với anh như xin lỗi, không còn cái vẻ căm thù như trước nữa. Họ kéo nhau vào một hốc đá, kỳ cạch tháo từng khẩu súng màu xanh bóng. Nguyên đếm có 2 khẩu súng ngắn, 4 khẩu AK, tất cả còn mới nguyên, mỡ bồi nhấp nháp. May mà không có lựu đạn, nếu có các anh cũng phải mất thì giờ táo nó ra vậy. Nguyên dốc hết thuốc ở từng viên đạn súng ngắn ra, rồi cẩn thận đóng đầu đạn lại như cũ. Còn mấy viên anh đưa cho Díu Xài bảo để đó. Anh quay sang bên cạnh: xong chưa A Sử? A Sử nhễ nhại mồ hôi, mặt lấm lem dầu mỡ: xong cả rồi cán bộ ạ. Nguyên với một khẩu AK xem thử: hay lắm, các kim hỏa đều đã được chặt ngắn. Díu Xài chất súng lên lưng ngựa, họ chia làm 2 ngả ra về. Từ hôm trước, Nguyên đã cấp tốc đến gặp một đơn vị bộ đội đang đóng ở xã bên và đề nghị cho một số cán bộ, chiến sĩ sang giúp sức. Ngày đêm hôm đó, họ đã bí mật về trú tại một điểm cách bản tỉ chừng 2 km. Hôm sau, trước giờ hành động, A Sử báo cho Nguyên biết vừa có mấy người con trai Mèo nghe vàng lùng dụ dỗ đã trốn vào hang rồi. Họ đi cùng với lão Hầu Sĩnh, tên Quốc Dân Đảng năm xưa mới mò về bản vài tháng nay. Nó sẽ là chủ tịch cách gọi là Ủy ban Giải phóng. Vàng Lùng làm phó chủ tịch phụ trách quân sự. Điều mà Nguyên lo nhất là 4 tên trai Mèo ấy đã đem theo cả súng kíp. Vì về muộn, Díu Xài chịu oan mấy cái tát của Vàng Lùng, nhưng hắn có tát nữa Xài cũng chịu, gươm đã kề cổ chúng nó rồi. Vàng Lùng nghiến răng bảo Xài: bọn chính quyền con khướt mới vào được đây, đứa nào mò tới ta bắn ngay tức thì. Sắp có chiến tranh rồi, ta sẽ cắt máu thằng A Sử bôi lên khẩu súng này. Còn thằng Nguyên chưa về, nếu nó về ta sẽ chặt đầu đem nộp cho cấp trên. Xài nghĩ thầm: lát nữa mày sẽ được gặp. Cái bỉu mỡ ở cổ Vàng Lùng rung lên, tiếng cười rội vào vách đá làm cho những người yếu bóng vía phải sởn gai ốc. Hắn đang mơ màng một dinh tự lộng lẫy, những con lợn sữa béo quay, bát chân khỉ hầm tam thất ngầy ngậy, những điếu thuốc phiện thơm lừng và những cô gái Mèo xinh đẹp đang tiêm thuốc, bàn tay trắng nõn. Vàng Lùng nuốt nước bọt đánh ực một cái, rồi tung con dao găm sáng loáng, nhẹ nhàng bắt lấy cán. Đứa nào làm phản, lưỡi dao này sẽ xuyên qua tim nó. Díu Xài đâu? Dạ. Xài lễ phép: chú dạy sao ạ? Nạp đạn vào súng cho ta. Thưa vâng, Díu Xài đáp mà lòng dạ như tơ vò. Mấy đứa con anh tròn xoe mắt nhìn theo bố. Hai tay anh bắt vào nhau luống cuống. Vợ anh gạt mồ hôi, nhìn anh giận dữ ra mặt. Xài móc số đạn không nhồi thuốc cho nạp vào các băng. Cuối cùng tay anh run run gài các viên đạn thật lên đầu. Đem súng ra đây, Hầu Sĩnh gọi giật. Xài đưa 2 khẩu súng ngắn, chúng liền nổ mỗi tên một phát lên trần hang để thử, rồi dắt súng vào bụng, bụi đá bay lả tả. Tốt, tốt lắm, chúng cười sằng sặc, rồi giục vợ Díu Xài dọn cơm. Xài như trút được một gánh nặng, song nỗi lo khác lại xâm chiếm lòng anh. Sao đến giờ mà vẫn chưa có ai đến cả?
Anh bảo vợ dẫn ba đứa con vào nấp sau một tảng đá lớn để đề phòng đạn lạc. Hôm nay khác với lệ thường, Vàng Lùng không cho con anh ăn cơm trước. Có lẽ chúng sắp đi, anh càng thêm buồn chồn. Díu Dài vừa đặt bát xuống thì một giọng nói oang oang dội xuống ngay trên cửa hang. Vàng Lùng, hang đi, nếu không đừng có trách ta là ác. Giọng ai thế nhỉ? Vàng Lùng thầm hỏi. Nghe quen lắm mà, nhưng hắn không nhớ được. Hắn lồng lộn như con chó điên. Cả bọn cuống cuồng vớ lấy súng, tay chúng nó run lẩy bẩy. Vàng Lùng cho chặn cửa hang. Hầu Sĩnh thì thào. Ông có nghe thấy gì không? Tiếng chân người đông lắm, ta bị vây rồi. Mặc kệ, chúng nó bước qua xác tôi thì mới vào được hang này. Ông cứ sẵn sàng cùng tôi đối phó. Vàng Lùng rít lên. Phía cửa hang, bốn tên 55 khẩu súng kíp trong tay vẫn im lặng đợi chờ. Bỗng có hai vật gì to nặng lăn huỵch xuống cửa hang. Bốn tên vội vã nâng súng kíp lên bóp cò. Bốn tiếng nổ váng tai, bốn phát đạn đều trúng cả vào hai bao cát. Vàng Lùng và Hầu Sĩnh cùng một lúc vẩy khẩu súng ngắn. Cách cách. Chúng lạnh gáy. Sao lúc nãy? Hắn nhắm mắt chờ chết, nhưng không phải tiếng súng đáp lại, mà là giọng nói khi nãy cất lên sàng sàng. Bỏ súng xuống, giơ tay lên. Ai nói vậy? Vàng Lùng mở to mắt. À, ra thằng Nguyên. Y định trồm lên, nhưng phía sau Nguyên là đồng đội của anh. Họ đồng quá. Vàng Lùng biết ngón võ tàu, bấy lâu nay hắn thường qua trương với lũ con cháu, hắn cũng sẽ bất lực. Hắn giơ tay lên khỏi đầu. Hầu Sĩnh lấm lét làm theo. Cả bọn cúi đầu lùi lũi bước ra cửa hang. Ba đứa còn Díu Xài sợ hãi nép vào lòng mẹ. Díu Xài chạy lại ôm chầm lấy chúng. Tiếng trẻ con tíu tít làm Vàng Lùng ngoái cổ lại. Con mắt hắn đỏ lên sòng sọc nhìn Díu Xài. Nguyên cũng chạy đến. Đã 2 năm nay chúng lớn lên nhiều quá, nhưng có lẽ bị giam cầm nên chúng giải ngoãng, mặt mũi tọp quắt lại. Anh ôm chúng vào lòng mà tưởng như đang ôm con mình. Díu Xài bảo vợ dẫn con về nhà. Mấy anh dân quân đem hộ đống chăn màn quần áo. A Sử lục lọi trong hang không thiếu ngóc ngách nào. Anh lôi ra một chồng truyền đơn in cờ 5 sao. Đây rồi, cái vật mà anh muốn tìm. Tấm bản đồ bãi mìn, bãi trông và các chốt phòng thủ của xã đây rồi. Nguyên châm lửa đốt đống truyền đơn, sau khi đã lấy vài tờ cất vào xác cốt. Đống tàn quăn lại, gió thổi bung lên, tàn bay là tả khắp hang. Mọi người đứng lặng hồi lâu nhìn nhau. Có lẽ Díu Xài là người vui nhất. Những nét khỏe khoắn, tinh nhanh lại trở về với khuôn mặt anh. Anh ôm chầm lấy Nguyên. A Sử đứng trông cười. Giờ đây họ tin tưởng ở nhau, gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. Tiếng anh dân quân mèo vọng lại từ cửa hang. Về thôi, về thôi, dân bản đang chờ đấy. Nguyên lật từng trang cuốn sổ nhật ký công tác của anh. 7 trang cuối cùng, 7 khoảnh khắc ngắn ngủi của mùa xuân này, thật biết bao nhiêu sự kiện đáng nhớ. Thời gian, không gian như nén lại. Để có được 7 ngày sôi động này, phải trải qua biết bao nhiêu thử thách và cả những bước đầu chập chững. Bản mèo đã thành một pháo đài thực sự. Những hào giao thông chẳng chịt tỏa đến từng nhà. Những bãi trông mìn đã kín đáo phục sẵn dưới rừng cỏ danh. Trong mỗi bụi cây, hốc đá và con người cũng đã sẵn sàng. Chòi gác của dân quân nấp dưới vòm lá sum xuê của cây trám già. Núi rừng của Tổ quốc đã trải ra trước mắt. Anh dân quân mèo như muốn ôm lấy cả tấm thảm xanh đó vào trong lòng. Tiếng ngựa hí ran dưới sân nhà A Sử. Người chiến sĩ liên lạc vụt chạy lên cầu thang. Nguyên lao ra ngay. Anh Bình Nhất đưa tay vuốt mồ hôi, nói qua hơi thở gấp. Anh có điện hỏa tốc của đồn trưởng. Nguyên giở nhanh tờ giấy mỏng. Anh Nguyên, xin chúc mừng thắng lợi vừa qua. Nhanh chóng tổ chức cho bà con sơ tán xuống bản Then trong đêm nay. Xong, báo cáo ngay tôi biết. Có thể vài ngày nữa địch sẽ đánh. Đồng chí ở lại chiến đấu cùng với nhân dân trong vùng đã quy định. Chúc thắng lợi. Lộc. Đợi người chiến sĩ liên lạc lên ngựa phi nước đại ra khỏi bản, Nguyên mới trở về nhà. Nửa giờ sau, anh cùng với A Sử và Díu Xài chụm đầu vào nhau bàn công việc bên tấm bản đồ trải rộng trên sân nhà. Và ngay đêm đó,
tất cả mọi công việc được triển khai. Ngày 15 tháng 2, các đồng chí bí thư và chủ tịch huyện về công bố, đồng ý với đề nghị của Hội đồng Nhân dân xã bổ nhiệm A Sử lên thay đồng chí Vàng Dũng Mỉ làm chủ tịch xã kiêm xã đội trưởng và Vàng Díu Xài làm xã đội phó. Đã qua rồi những lo âu, sợ hãi, nghi kỵ nhau, toàn dân bản tỉ một ý, một lòng, khẩn trương đẩy mạnh mọi hoạt động cho việc sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Tháng 6 năm 1979, câu chuyện của Nguyễn Minh Tâm. Ba người con gái. Tổ nữ dân quân chúng tôi có ba người đều là những tay súng giỏi của xã bản lầu này. Hai bạn tôi là Hiền và Mận. Hiền có khuôn mặt trái xoan, xinh xắn, rất ưa nhìn, lại thêm cái thân hình cân đối và nước da trắng mịn, mái tóc dài đen mượt, Hiền như một bông hoa đẹp giữa đám bạn bè cùng lứa. Mận thì lại khác, vóc người to lớn, đẫy đà. Với cái tuổi dậy thì, Mận có sức khỏe ít có ở người phụ nữ. Việc gì nặng nhọc, nó cũng làm băng băng, trông đến thật ngon lành. Chính vì thế mà có cậu nào đó đã đặt cho nó cái tên tai quái, Mận Thủng Phi, làm cho nó tức đến phát khóc đi được. Nhưng được cái tính tình vui vẻ, có giọng hát hay, thôi thì từ ca từ mới cho đến hát chèo, ca cải lương, vân vân, cái gì nó cũng hay, cũng cảm tình trong đám bạn bè cùng xã. Khối cậu trai làng không những say tiếng hát mà lại còn mê cả người nữa chứ. Riêng tôi, người thấp bé, nhẹ cân hơn cả, nên bạn bè hay trêu là Minh Chim Ri. Nhiều lúc tôi cũng thấy tủi thân, xấu hổ. Ba đứa chúng tôi, mỗi đứa mỗi hình, mỗi vẻ như vậy, nhưng được cái tính tình thì lại hợp nhau, nên đã sớm gắn bó từ ngày còn nhỏ. Học hành cùng tổ, nhà lại gần nhau, nên chúng tôi chơi thân nhau như hình với bóng. Qua năm tháng, những kỷ niệm vui buồn của tuổi ấu thơ qua đi nhanh chóng. Chúng tôi đã lớn lên và ngày một trưởng thành ở mảnh đất vùng biên cương này. Cuộc sống quê tôi đang trỗi dậy, đi lên, không gì ngăn cản nổi. Làng bản thôn xóm, ngày mỗi ngày lại thay ra đổi thịt. Nhà cửa mọc lên đông vui, quẩn tụ. Đó đây đang rải rác những mái ngói hồng tươi thay cho những mái nhà tranh hoang vắng. Rồi bệnh viện, nhà trường, câu lạc bộ với ánh điện lung linh tỏa sáng khắp làng quê. Đồng bào các dân tộc ở đây, Tày, Nùng, Mèo, Mán, vân vân, cũng say sưa lao động, chung lưng đấu cật cùng với người Kinh xây dựng cuộc sống mới, sớm làm cho chúng tôi càng cảm thấy gắn bó với quê hương. Nếu không nghe bà tôi kể lại ngày xưa chúng tôi đều ở Nam Hà lên đây theo tiếng gọi của Đảng và Chính phủ, thì chúng tôi không thể biết rằng đây là quê hương thứ hai của mình nữa. Lớn lên được học hành hiểu biết, chúng tôi càng thấy mảnh đất biên cương này còn là kho tài nguyên thiên nhiên vô giá. Tuổi trẻ say sưa yêu đời đã lôi cuốn chúng tôi lăn mình vào phong trào bảo vệ an ninh và xây dựng quê hương yêu dấu. Giờ đây chúng tôi đã là lớp người làm chủ, phải có trách nhiệm lớn đối với mảnh đất mà mình đang sống. Vì điều kiện gia đình neo bấn nên tôi đang nghỉ học làm kế toán cho hợp tác xã. Hiền thì phụ trách các cháu thiếu niên nhi đồng, còn Mận thì đã trở thành cô nuôi dạy trẻ. Tuy mỗi đứa một việc hẳn hoi, nhưng chúng tôi đều là dân quân của xã. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, mảnh đất chúng tôi đang sống yên lành bỗng trở nên điên loạn bởi những tiếng nổ đinh tai man rợ. Đạn pháo tầm xa từ bên kia biên giới đã cấp tập tới bắn sang, xối rội lên những bản làng, đồng ruộng. Đất trời rung giật từng hồi, mặt đất đang màu mỡ xanh tươi, những ruộng lúa, nương ngô bỗng bị băm vằm, xé nát. Đầu đầu cũng bị cày tung, nhằm nhở xám xịt và bẩn thỉu. Bao người dân lương thiện vô tội đã ngã xuống trên mảnh đất mà mình đã gắn bó với nó bao đời ông bà truyền lại. Theo kế hoạch hợp đồng tác chiến, tổ dân quân chúng tôi được cử đến phối hợp cùng một phân đội bộ đội địa phương trên điểm cao 391. Đã 5 ngày qua, cuộc chiến đấu ngày càng thêm gay go quyết liệt. Địch vẫn chưa hề chiếm được một góc hào, một ụ súng, mà trái lại, chúng phải bỏ lại những xác chết nằm rải rác khắp sườn đồi. Đã bước qua ngày thứ 6, những đoạn hào, những hố bắn sụt lở
đang được củng cố sửa sang. Trong các hầm hố, mùi đất đỏ ẩm ướt trộn với mùi mồ hôi, mùi thuốc súng quyện với nhau ngột ngạt. Bây giờ đang trưa, mặt trời lên cao, chút cái nắng tháng 2 xuống trận địa như càng tăng thêm sức nóng hầm hập, khó chịu. Anh Hà là đại đội trưởng, chỉ huy chung của chúng tôi. Mặt mũi anh đèn sạm toàn khói súng, cánh tay trái đã bị thương sau đợt tấn công vừa qua. Tuy đã băng bó, nhưng máu vẫn thấm ướt ra ống tay áo. Giờ đây đã bết lại khô cứng, quyện vào màu đất vàng cạch. Anh vẫn đi lại kiểm tra trận địa. Chúng tôi là dân quân nữ nên được anh rất quan tâm, động viên giúp đỡ. Chúng tôi đã quen dần với tiếng súng, anh yên tâm hơn. Anh đã khéo léo bố trí chúng tôi cùng chiến đấu với các anh Hòa, anh Bảo, những người đã có nhiều kinh nghiệm. Nhưng hôm qua anh Bảo đã hy sinh, nên giờ đây tổ chúng tôi chỉ còn 4 người. Anh Hòa là tổ trưởng trực tiếp bắn trung liên và sử dụng luôn cả khẩu B-41 của anh Bảo để lại. Chúng tôi trước kia chỉ sử dụng loại súng AK, nhưng giờ đây chúng tôi đã sử dụng thành thạo và được trang bị luôn loại đó. Ngoài ra, anh Hòa còn dạy cho chúng tôi cả cách sử dụng trung liên B-41 và cả M-79 nữa. Vừa đánh, chúng tôi lại vừa được huấn luyện. Chính vì thế mà chúng tôi rất say sưa thích thú. Tôi cứ đòi anh Hòa dứt khoát phải cho chúng tôi bắn thử. Sợ chúng tôi chưa quen nên anh nói: "Được, sẽ có dịp. Còn bây giờ cứ yêu cầu các bạn chi viện AK, lựu đạn cho nhịp nhàng, ăn ý thì cha chúng nó cũng không lên đây được." Tính anh rất vui và cái gì cũng hiểu biết tường tận. Nghe nói trước kia anh đang theo học đại học năm thứ 2 gì đó thì nhập ngũ. Quê anh tận Vĩnh Phú, mảnh đất trung du của các vua hùng dựng nước. Mới quen nhau vài ngày qua chiến đấu mà chúng tôi đã gắn bó với nhau như anh em ruột thịt. Phải chăng cuộc chiến đấu ác liệt một mất một còn ở đây đã xây dựng nên mối tình đoàn kết quân dân cao đẹp? Vừa hót đất lên thành hào, tôi vừa suy nghĩ mông lung. Anh Hòa đến sau tôi từ lúc nào không rõ. Chờ tôi hót nốt sẻng đất cuối cùng dưới lòng hào, anh mới nói: "Thế nào, các bạn liệu còn đủ sức đánh lâu dài với thằng Tàu chứ?" Ngừng tay lại, tôi bắt gặp cái nhìn và nụ cười hiền hậu. Tôi đáp: "Chúng em vẫn còn thừa sức để nói chuyện với chúng nó anh ạ." Anh lại cười: "Các cô chiến đấu khá lắm. Mình bị thương vào tay mà không chịu vào hầm gì cả, nói mãi cũng chẳng nghe. Còn nhìn chung anh em chúng tôi chỉ phải cái ăn nhiều bánh hơi của thằng Tàu." Nói rồi anh cười phá lên. Chúng tôi cũng cười theo, mận đế luôn. Anh Hòa nhận nhiều quà đấy, bị sức ép nặng thế mà vẫn chỉ huy linh hoạt. Chúng em tin tưởng yên tâm lắm. Con gái chúng em cũng chuẩn bị dạy cho thằng Tàu những bài học nhớ đời nữa đấy. Đúng rồi, Hiền reo lên thích thú nói tiếp. Ngày xưa thằng Mỹ hiện đại thế mà còn thua đội quân tóc dài của bà Định, huống chỉ thằng Tàu này, sực mấy. Bước lại phía chúng tôi, anh Hòa chậm rãi: "Đúng đấy, các cô nói đúng đấy. Tuổi trẻ chúng mình phải cho bọn chúng nó biết cái truyền thống của Việt Nam như thế nào chứ. Chúng nó còn liều lĩnh, phải cho xác chúng nó chồng chất lên hải cốt ông cha chúng nó ngày xưa thì chúng mới kiêng mặt dân tộc Việt Nam chúng mình chứ." Bỗng cái Hiền nổi cáu thật sự, mặt nó tái đi và nói nhanh tăn tắt: "Phải đánh, đánh cho chúng nó chết gục ngay tại chỗ này, để phía sau làm ăn chứ. Ngô đang gieo, lúa đang làm cỏ, sắn mới bỏ hom." Rồi nước mắt nó ứa ra, giọng run run: "Chỉ khổ mấy ông bà già còng lưng ngày đêm, vừa thương con cháu vừa lo kịp thời vụ." Và nó lại nhắc lại: "Phải đánh, đánh cho chúng nó chết gục ngay tại chỗ này, để phía sau làm ăn chứ." Anh Hòa đứng sững người nghe và nhìn Hiền. Chúng tôi cũng đứng sững người nghe và nhìn Hiền. Càng ngẫm đến cái tội của thằng Tàu, chúng tôi càng căm tức không chịu được. Tôi vừa thắt lại dây đeo bao xe trước ngực thì oang oang oang, cả khu đồi rung lên bần bật trong cơn co giật điên loạn từng hồi sau từng loạt tiếng nổ chát chúa đến lồng óc. Đất đá bay rào rào rời lịch bịch xuống lòng hào bờ công sự, bụi mù mịt trùm lên đen kịt.
bầu trời tự nhiên như tối sầm lại. Anh Hòa hét lên: "Tất cả vào ngay hầm, chờ lệnh chiến đấu." Đang ngồi thụp trong hố bắn, tôi nhô lên nói sang phía anh: "Để em cảnh giới cho, anh vào đi." Tiếng nổ lại rền cắt ngang lời tôi nói: "Không được, vào ngay đi, đây là mệnh lệnh." Anh đang nép mình vào bờ hố bắn, hét lên như quát. Biết không thể làm khác được, chúng tôi rách súng, nhanh chóng tản về các hầm gần đó. Nhưng chúng tôi đâu có yên được, anh Hòa vẫn đứng đó, pháo địch vẫn đang bắn, nhiều quả nổ rất gần. Đất trong hầm rung lên, rụng xuống rào rào vào đầu, vào cổ. Tôi muốn lao ra đứng đó cùng anh mà không được. Tính anh dứt khoát: "Đừng làm anh trái ý." Loạt pháo cuối cùng vừa dứt, tiếng anh Hòa đã vang lên: "Ra vị trí chiến đấu." Không chờ anh nói hết câu, tôi mừng quá vì chỉ lo anh làm sao. Thế là anh vẫn còn đó, băng nhanh ra hố bắn. Trong lớp khói chưa tan, tôi thấy người anh toàn đất. Một vệt máu từ má ròng ròng chảy xuống, thành như vệt dài đỏ loang. Tôi hét lên: "Anh Hòa!" Và tôi lao tới, định băng lại cho anh. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi Tây Bắc đánh giặc Tàu ở tập sau. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.